Hello anh em, hôm nay mình sẽ bật mí cho anh em cách kiếm tiền hiệu quả ở cái trò cực phẩm phi xe trong con game Boss Fun anh em nhá. Đây anh em vào cực phẩm phi xe này, mình sẽ chỉ cho anh em một mẹo đánh nhá. Mẹo đánh này thì có thể là anh em cũng đã biết qua ở một số cái clip mình đã nói, nhưng mà hôm nay mình sẽ đi sâu hơn cho anh em nhá. Đây, cái cách đánh này như thế này anh em nhá, mình sẽ trình bày luôn. Thì là khi mình chỉ tập trung bốn cái cửa dưới này nhá, mình cái cách đánh này thì mình sẽ không quan tâm đến cửa vàng anh em nhá. Anh em chú ý là khi mà nó về cái xe nó chạy nó dừng ở cái cửa nào một trong bốn cái thì mình sẽ đánh lé cái đây, ví dụ như nó về cái biểu tượng đầu trâu là Lamborghini, bây giờ mình sẽ né cái Lamborghini và mình chỉ đánh ba cửa còn lại thôi anh em nhá. Cái này là cái cách đánh cũng khá hiệu quả mà mình cũng kiếm tiền cũng khá ở cái cách đánh này rồi. Đây bây giờ mình sẽ đánh đơn giản mỗi cái 1M này. Mình sẽ tránh cái Lamborghini đấy đi nhá, cái đồng châu đi này. Và mình chỉ đánh ba cửa còn lại nhá. Cứ về cửa nào thì mình bỏ ba cửa còn lại, còn nếu mà nó về cái cửa vàng trên này thì mình sẽ giải cả bốn cửa, nhưng mình giải nhỏ anh em nhá. Vừa rồi là mình hai gọi là 30M đi. Ok, bây giờ nó ra vàng rồi này. Ra cái vàng thì mình sẽ bỏ. Mình sẽ phân lại phải đánh bốn cái anh em nhá, vì bây giờ mình chưa biết nó là cái gì. Bây giờ mình đánh cả bốn cái thì mình vẫn lãi anh em nhá, khi mà nó về cửa nhỏ cả bốn cái thì vẫn lãi. Còn vẫn có cái trường hợp mình lỗ là khi nó về thêm một cái vàng nữa, nhưng cái tỷ lệ về thêm vàng thì nó cũng ít thôi. Ít không đồng nghĩa là nó không về anh em. Đương nhiên lắm lúc nó cũng về nhiều đấy anh em, nhưng mà thường thì nó sẽ ít thôi anh em. Thường là nó sẽ về ít anh em nhá. Ok anh em, như vậy là nó đã về biểu tượng Fairy này, hình con ngựa anh em nhá. Như vậy là mình sẽ bỏ hình ngựa đi này. Vốn của mình thì cứ cho là 30M nhá. Mình sẽ đánh xem cái cách này cho anh em thấy là có hiệu quả hay không nhá. Mình sẽ đánh tăng lên 1M rưỡi luôn này. Cái này thì mình là thích ba cửa dưới này. Và anh em xem thì anh em thấy là ok để áp dụng kiếm tiền thử cái trò cực phẩm phí xe này anh em nhá. Ồ, nó lại về vàng này. Lại về vàng thì đâm ra mình lại phải bắt đầu đặt cược. đánh tiếp giải bốn cửa này. Giải tăng lên một chút này. Ồ, đúng rồi này, nhảy 1-1 anh em này, 1 đối 1 uầy, hai cái mẹt là x15. Và bạn nào kết uầy vừa rồi x đồng trâu, x5, x40 này cũng cao này anh em này. Bạn nào mà bắt được cái x40 đấy thì ăn dày luôn. Nhưng mà cái cách đánh này thì mình sẽ không quan tâm đến cái cửa trên anh em nhá. Ok anh em, như vậy là về tiếp ba ngựa này. Đi ngựa phát này mình đảm bảo với anh em là đánh mạnh ba cái cửa còn lại là dễ ăn này. Mình sẽ tăng lên đánh 2M anh em nhá. Phát này thì chắc là không có vàng nữa đâu anh em. Và sau này thì mình sẽ cố gắng đánh và mình sẽ tập trung ở chỗ phần cầu trên này, mình sẽ nghiên cứu và mình sẽ đưa ra một vài cái cách để anh em bắt cái cửa vàng trên. Cho anh em xem, anh em có thể thử áp dụng hợp hiệu quả hợp lý thì anh em kiếm tiền ok anh em nhá. Ok chưa, về Mercedes luôn anh em. Mercedes bây giờ mình sẽ tiếp tục bỏ cái mẹt đi anh em nhá. Mình sẽ đánh ba cửa còn lại này, vẫn tiếp tục 2M này. Mình cứ trung thành ở cái cách đánh này đầu tiên nhá. Đây là cái cách đánh mẹo đánh nhá, mà mình sẽ không quan tâm. Cách đánh này sẽ không quan tâm đến cửa to, cửa vàng anh em nhá. Chỉ quan tâm những cửa nhỏ thôi anh em. Ok anh em, như vậy nó lại lặp lại mẹt à. Lặp lại mẹt, mình tiếp tục đánh ba cửa còn lại, bỏ tiếp mẹt anh em ơi. Phát này có thể đánh nhấc lên một chút này. Khi mà nó về như thế thì cái tỷ lệ bẹt thêm phát nữa nó rất ít anh em ạ. Đen nắm thì nó lại bệt tiếp thôi. Còn không thì nó sẽ nhảy ra cái biểu tượng khác anh em ạ. Đấy gọi trường hợp đen anh em nhá. Mình có thể thêm đi. Ôi không kịp thêm rồi. Cái này đánh cũng phải nhanh anh em ạ. Thời gian nó ngắn đấy. Bạn nào mà đánh to thì cũng phải đánh nhanh anh em.
Ok anh em, đấy chưa? Mình muốn đánh thêm tí nữa thì có phải là gỡ được luôn cái tay vừa nãy. Nhưng mà không kịp anh em ạ, nó nhanh quá. Bắt đầu đặt cược. Ok nhỉ, nãy giờ về cái biểu tượng Fairy hơi nhiều anh nhờ. Thế thì lại phải kết luôn anh em ạ. Này Fairy anh em nhìn này, nãy giờ Fairy này. Ngựa liên tục anh em ạ. Dừng đặt cược. Khả năng dễ về đầu trâu phát này lắm anh em. Ồ, về BMW à. Đấy, như vậy mình ăn ra rồi đấy. Bắt đầu mình sẽ lời anh em nhá. Bắt đầu mình sẽ lời đấy. Lời đấy bây giờ mình lại phải đánh vừa phải thôi. Cũng không thể tăng được phát này nữa vì phát này là nó khó này. Phát này mình sẽ đánh nhỏ nhẹ nhá. Mình anh em cố gắng là vào tiền phải hợp lý nhá. Khi anh em đánh vừa nhấc to lên thì anh em phải giảm ngay nhá. Giảm ngay nhá. Vì là anh em càng đánh nhấc lên tiếp thì cái tỷ lệ toang rất dễ bị lệch đi anh em ạ. Cứ tăng lên phát rồi, tăng mạnh rồi anh em phải giảm ngay, giảm ngay. Ok, đầu trâu luôn này anh em này. Đấy. Đầu trâu luôn rồi, mình lại bỏ đầu trâu đi. Đầu đặt cược. Lại tăng lên một chút này. Đấy, mình cứ thậm thà thậm thụt tí anh em. Đấy, cứ công thức là về về một bỏ bỏ một đánh ba đó anh em. Bỏ một đánh ba cửa dưới đấy. Còn khi mà nó về vàng thì mình lại phải đánh bốn anh em nhá. Ồ đấy, vẫn ăn, tiếp tục ăn anh em chưa. Tiếp tục mình bỏ cái Fairy đi anh em đấy. Tiếp tục bỏ Fairy thì mình đánh một mờ thôi. Mỗi cửa kia lại còn lại một mờ anh em nhá. Cứ gọi cho gọi là cái cách đánh gọi là đánh ba bỏ một đấy. Ô, nó về vàng rồi anh em này. Nó về mẹc vàng thì anh em lại phải giải cả bốn anh em nhé. Khi mà về vàng thì anh em lại phải giải cả bốn này. Vì bây giờ khi nó đã ra cái vàng rồi anh em thì mình không biết là nó bỏ lên bỏ cái gì anh em chưa. Bỏ biết đâu nó lại vào lọt khe. Thì em đánh cả bốn cửa nhỏ cho mình anh em nhé. Còn đen nắm thì chúng ta lại dính một cái vàng nữa thôi. Đấy gọi là trường hợp đen nắm anh em nhá. Dừng đặt cược. Ok anh em, về đầu trâu luôn. Ok nhỉ, như vậy là mình sẽ kết thúc video ở đây. Và anh em thấy cách này hay anh em cho mình xin một like. Và anh em có thể áp dụng và chơi thử ở con cực phẩm PC ở cổng game Boss Fun nhá. Và anh em nào có những cái cách đánh hay hơn, anh em có thể chia sẻ xuống dưới để mình test thử. Ok, kiếm tiền ngon nghẻ thì mình sẽ làm một video mà mình sẽ review cái cách đánh đấy của anh em cho các bạn là xem. Cùng nhau chúng ta kiếm tiền ở con Boss Fun này anh em nhá. Bye bye anh em, hẹn anh em ở các video sau nhá.